Hello and what is good, everybody? Welcome back to my channel. And it's your boy. Đến hẹn lại lên và chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn The Baby. That's right. Ok, thì hiện tại là tối 9 giờ, gần 9 giờ rưỡi ngày 27 tháng 5. Thì tối ngày hôm qua thì trên kênh của anh ICD vừa mới ra mắt một cái bài hát. Tôi nghĩ đây không phải là một bài hát đâu. Tôi nghĩ nó có rất là nhiều bài hát trong này. Tại vì tôi thấy cái video này tận gần 14 phút, 13 phút, 30 mấy. Và đây là part 2 của cái bài diss trước đó của ICD dành cho Rich Joy. Thì đối với tôi, nhìn lại round 1 thì hiện tại tôi vẫn giữ nguyên lập trường là ICD vẫn nhỉnh hơn một tí xíu. Thì tôi biết là ngoài kia cũng có những cái người mà có ý kiến khác với tôi. Tại vì mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận khác nhau. Nhưng mà tôi vẫn giữ lập trường của tôi là cái round 1 là ICD vẫn hơn một tí xíu ha. Thì không mất thời gian nữa để coi là cái đợt này part 2 ICD sẽ đem lại cái gì cho chúng ta. Và ngoài ra không mất thời gian nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, hãy đừng quên để lại một nút like và một nút subscribe cho cái channel này của tôi nha. Làm ơn đi, ok. Và đừng quên check qua địa chỉ TikTok, Facebook và Instagram. Và nếu các bạn có thích qua những cái áo bóng rổ như thế này, đừng quên check qua hai đường link phía bên dưới, vì đó là cái shop của tôi. Không có thời gian nữa, tại vì cái video này nó sẽ khá là dài đây, nên là check qua cái video này thôi. Tại vì tôi nghĩ là nó hơn một bài hát chứ không phải là một bài hát đâu. Ok. Ok, thì ở đây thì chúng ta có gọi là cái video này, những cái bài hát, tôi nghĩ là những cái bài hát chứ không thể nào một bài hát được. Thì được sản xuất bởi Eric Fan, ok. Trước khi bấm play, như thủ tục ở những cái reaction video trước đó, thì ai chưa có ly nước, ai chưa có chai nước, hãy đi lấy đi, uống một miếng nước và chúng ta bắt đầu hay nào. Và tôi nghĩ cái video này khá là dài đó, nên là ai chưa có đi tiểu hay là ai chưa đi đại tiện thì các bạn có thể đi nhé. Sẽ rất là dài đây. Always stay hydrated, guys. Uống nước chúng ta bắt đầu thôi, let's go. Để xem coi là ICD sẽ đem lại cho chúng ta đây. Hiện tại thì trước khi mà bấm play cái video này thì tôi cũng có check coi là Richard có ra bài reply chưa, thì Richard vẫn chưa ra. Nên là trước hết chúng ta sẽ check qua cái bài này trước, let's go. Không muốn dây. Wow, 13 phút 36. Lời đầu gửi tới mấy người bình luận, bữa nói Huy diss mà chả căng. Ừ thì concept lại bình thường, trò đủ mà đâu có khả năng. Xong rồi ra được bài nhạc tối nghĩa vãi, đi với con flow như tạp văn. Tuy là trẻ con nhưng ra mồm, lần này tao vả cho bay luôn cả răng. Okay. Giờ thì để tao phân tích một thằng sống dơ tự ngạn mình thâm thúy nhất. Tao đoán là từ bé đến giờ mày chưa một lần được học là đã đông khí chất, tự nhổ vào những thứ mày từng có, lẽ ra mày phải chân quý. Tôi nghĩ là mấy ông có tai nghe thì mấy ông nên xài cái tai nghe để nghe cái bài hát này đi nha. Này là cái gọi là cái lời khuyên của tôi. Tại vì tôi thấy là có rất là nhiều âm thanh mà tôi nghĩ là nếu mà nghe loa ngoài á thì các bạn sẽ không có nghe được đâu. Thì ai có tai nghe thì cứ gắm vào hoặc là kết nối với tai nghe để nghe đi. Có những cái âm thanh mà nó chạy tùm lum tùm la trong cái tai nghe của tôi nè. Học là đã đông khí chất, tự nhổ vào những thứ mới từng có, lẽ ra mà phải chân quý nhất. Đúng hip hop đến từ tầng lớp nghèo, nhưng không phải cứ nghèo thì là dân trí thấp. Nói thế không sợ bố mày tự ái, chân của mày ướt mày tự đái mà. Người lớn thì sẽ nhận ra người lớn thôi, còn người chúc của mày là nhái mà. Chiêu đãi khán giả thịt bò nạm tái, đủ cho mày cay viết hai dòng trạng thái. Tao quay lại cuộc chiến này không phải vì chúng ta nữa, tao chỉ quay lại để bảo vệ bạn trai. Mấy thằng hè muốn đóng vai người hùng, nhưng khả năng diễn xuất chỉ là vai nạn nhân. Mày chuyển hướng công kích bạn gái tao, hóa ra cô ấy với mày có hạng cân à? Nó lại ảo như là chích vô vết. Ô vãi, câu chuyện mày đang tông lên. Okay. Mỗi lần hút lá đu đủ flow tao lạ vãi hò như là đứa phong kê. Ok ok ok. Thật căng, tao nhả flow để cho mày hít khói. Trời hay dậu phản thay thật đáng, còn chuyện mày phản bội thì làm đi nói. Tính ra dạo này ICD thích kiểu bẻ mấy cái giọng.
autotune thành cái này cái kia quá ha. Trước đó là xài cái giọng kiểu dạng dạng giống AI vậy á. Đây là một cái điều mà tôi cảm thấy khá là thú vị đến từ ICD. Ngoài ra thì có một cái điều là tôi muốn nói là tôi không biết mấy ông có để ý hay không nha. Vì đây là lần đầu tiên tôi check qua cái bài hát này. Thì cái năng lượng khởi đầu cái video này nó từ anh ICD tôi cảm giác là nó khác so với cái năng lượng khởi đầu của cái bài part 1 trước đó, phần 1 trước đó là chú của ICD. Cái năng lượng mà của cái bài trước đó là kiểu nó rất là kiểu ôn hòa, nó rất là kiểu bình thường, còn cái này tôi cảm giác như là chỉ mới nghe qua hơn một phút tí xíu thôi nhưng mà tôi cảm giác như là cái năng lượng rất là căng thẳng nha. Rất là kiểu nặng nề rồi đó. Thì đó là những gì tôi cảm nhận thôi. Thì tôi không biết là sắp tới phần còn lại nó sẽ như thế nào, nhưng mà trước hết thì đó là những gì tôi cảm nhận được. Ok. Và ngoài ra nếu mà ai biết những cái phát mà tôi có bị lỡ, mà tôi có bị miss, hay là các bạn biết những cái phát về những cái người ICD mention trong cái bài hát này, hoặc là những cái phát mà ICD có nói trong cái bài hát này, thì các bạn có thể comment phía bên dưới để cho tôi và cũng như những cái người khác mà các bạn, những cái bạn ấy không biết, các bạn có thể đọc qua nhé. Tôi sẽ ghim cái comment đó lên đầu của cái reaction video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok. Trời hay dậu phản tây thật đáng con chơi mày phản bội thì ra mì nói không phải hoa cái nàng này mẹ ác tao biến thằng tao thành cho em mẹ ác không cho nó mát thì đừng về nó toát và thôi chính xác về ác còn tới con linh đứng ra bên chói định làm trận đấu thêm phần kịch tính điều hướng dư luận tấn công bạn gái tao chạy đi shipping mà lại xài nick chính bọn mày cứ ngu một cách lộ liễu thế thì cũng đừng có quay ra chơi tại sao thằng gothic nó biết nhiều bọn mày ngu như thế thì cần gì bơm phai đúng là bọn trẻ thường diễn đàn lồng cổ nhiều phát biểu 10 câu may ra được một ý bài nhạc tận 6 phút rồi mà vẫn phải lên gút điều hướng dư luận nhưng nó vẫn đéo hợp lý đây để dạy mày cách diễn đạt cho dòng đầu phải in đậm thật to tôi là linh mắm tôi không thông minh lắm nhưng mà tôi mà nói đến thì cả đội bóng nó dập cho tôi là con hẹp Linh là bạn gái của Rich Choi à, đúng không? Ok. Ok. Đúng không? Tôi có nhầm không? Nếu mà tôi có nhầm các bạn có thể comment phía bên dưới nhé. Ok. Cái mồm hoang hoang, tôi cùng Choi tạo tin đồn đang mang về người yêu của anh Huy nhưng sau khi đang bài xong lại bộ trốn hoang mang. Sao tôi chết cháy là người giống người. Tôi khốn nạn quá. Phản lệch mồm sang ngang. Rafa đừng hỏi làm tôi bị cứ hỏng là ổng không là tôi mới là người bị gang bán. Và đúng là để cho nó cân kẻo. Sao? Tôi nên gọi điện cho nhân tình. Gọi đi. Kêu bạn trai đứng ra bảo vệ. Để cho anh Huy phải gục dưới chân mình. Nhưng mà có vẻ ồ vãi. Bộ tôi không biết rap. Nên giờ tôi sẽ chọn cách thứ hai. Đó là ngồi khóc và tự chửi bản thân mình. Cũng chỉ vì học thằng Choi. Thế ai hiền thì mình mắt nạt tôi. Chứ bố anh Huy mà là người nổi tiếng. Bố bảo em cũng không dám chơi. Đấy viết như thế có phải rõ ràng không? Khán giả đọc xong thấy em đàng hoàng. Tất nhiên là không rồi sự thật là vậy. Mà em chưa biết thằng Choi thì em biết cái gì về đàn ông. Anh biết em muốn gắn anh cái mác chấp nhặt phụ nữ mà không được đâu Linh ạ. Vì anh đứng ra bảo vệ bạn gái. Lý do này đến em còn thấy đúng Linh ạ. Anh biết là em sẽ không ghét anh đâu. Thậm chí là còn ngưỡng mộ anh Linh ạ. Người bạn trai tốt làm hết việc nặng để bố mình chỉ việc nữ tính thôi Linh ạ. Xuống beat à. Part 1 là những gì mà ân nhân nói về mày ở đây Choi. Cái năng lượng nó rất là căng thẳng luôn. Nếu người ta nói nặng cỡ đó. Tao không mong mày hiểu đâu Choi ạ. Để lại thì câu chuyện đam mỹ chỉ là văn của trẻ con thôi. Chứ còn người lớn họ thừa biết câu chuyện của ai mới đáng tin. Trời ơi, xem nào. Đấy thì bò đâu mà đem sao. Không có bên mình chín mấy, tao vẫn cho mày chín tái. Cỡ đấy vẫn tiếp tục mơn nghe tao. Ok. Xem nào. Cho mọi người biết mày nhỏ nhẹ nào. Đúng rồi. Tao là quán quân là chuyện của người lớn à. Chẳng có như mày là cái xem vào. Nếu như mà tao có thể sống đến như mày thì tao tự hỏi tao có thể làm gì nhỉ. Vậy thì chắc chắn tao sẽ làm thằng khốn rồi. Sau đấy là tao thúc. Trước hết phải shout out cho Eric Fan vì cái tôi không biết là những cái phần sau nó sẽ như thế nào nhưng mà tôi cảm thấy là phần đầu là làm beat là rất là tốt rồi. Cái phần hồi nãy là làm là tôi cũng hơi giật mình á nhưng mà nó hay. Ok, shout out cho Eric Fan. Đừng quên shout out cho Eric Fan nhé. Ok. Những cái điều đó thì chúng ta phải nên công nhận mặc dù cũng không phải là người trực tiếp trong cái beef này nhưng mà chúng ta phải công nhận những cái điều đó. Nhỏ nhẹ nào đúng rồi. Tao là quán quân là chuyện của người lớn à. Chẳng có như mày là cái xét vào. Nếu như mà tao
có thể sống đến như mày thì tao tự hỏi tao có thể làm gì nhỉ. Vậy thì chắc chắn tao sẽ làm thằng khốn, rồi sau đấy là tao thúc đẩy bạn nó vị kỷ. Tao sẽ đốt tiền vào nhiều bài nhảm cứt nữa, không chỉ dừng lại ở mức nhà đầu tư đâu. Bảo sao cũng đúng là một thảm họa đấy, nhưng nói bài đấy tệ nhất thì nó vẫn chưa đâu. Tao dùng đủ mùi thơ phức trên ngai, tao cho cơ hội để thằng Lê Đức lên mai. Suốt 4 năm tao quên không cho mày miếng bánh, nên giờ mày ốc có thúc lên ngay. Flexing, 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 đầu óc rộng tuếch mà cứ flexing. Phong thái nhà vua đến từ hiểu biết, hiểu biết. Mày có sủa thêm những thứ đáng tin. Đánh trong khái niệm, nói tao biếu xén trong khi tao chỉ đang làm việc uống nước nhớ nguồn. Nhiều người về nhìn vẫn quan trọng xem một tiếng, mày thua là đúng, nệ chớ buồn. Và đương nhiên chẳng lẽ tao bị tay không mà tao mang hộp bánh chứ tao đâu mang vàng. Đéo ai như mày hay mấy tao rapper toàn sao đã mõm chúng ta không ngang hàng. Tao không muốn dây, loại mày thì tao không muốn dây. Trước khi đó là cái thứ sẽ cố mày lại, treo mà lên sau đó xuống tay. Tao không muốn dây, loại mày thì tao không muốn dây. Trước khi đó là cái đôi diện ở chân tao bạn. Sao tao không muốn dây? Vì là tao im lặng nhưng tao vẫn quan sát. Tao biết là mày xa mà vẫn ẩn núp ngày đêm. Áp được bịp sữa là cho mày bị quẫn trí. Ok, để tao giúp mày thêm. Nhớ nỗi lớn nó bằng lòng hận thù, nhưng cứ bảo nó phải ghét những ai mày ghét. Để dạy cho nó làm những gì mày từng đi phản bội và ăn tung nó phép. Sau nhiều năm mày vẫn chưa có khả năng tự xuất cơ mà thằng mình thì bói. Nhờ với ai đấy là việc của mày, nhưng rất tiếc nhờ với Huy thì tòi. Mặt nào mày có đeo thêm nhiều lớp, nhưng bản tính vẫn cứ easy thôi. Muốn làm người thì việc học mới khó, còn muốn làm chó ha easy choi. Thật ra mẹ nó phải. Easy choice, easy choice. Oh, oh, oh. Người thì việc học mới khó, còn muốn làm chó ha easy choice. Thuần ra về bảo vệ hướng cao, bảo vệ cái mát học cho cứng sao. Cái cuộc tình cũng đâu xa lưng tao, tao đã bao dung như mày muốn tao bùng dao. Trên đây chung chung tặng mày bài nhạc các cầm lấy coi như làm quà. Lẽ ra con mày sẽ có một người bố, nhưng tao e nó phải sống với hai người đàn bà. Thôi thôi thôi, đừng có mày đàn ông. Cách hành xử mày nên học gothic. Dù ngày đấy mày đã chấm nó thua, nhưng mà nó đâu có lên mạng toxic. Dù đợt đấy mày thiên vị bỏ mẹ, nó vẫn không hề tốn lời vô ích. Để rồi tao vẫn là chiến thần của cả đời mày chỉ đi một kiếp. Tao không muốn dây, loại mày thì tao không muốn dây. Trong khi đó là cái tính sức của mày. Cho mày lên sau nó xuống tay. Tao không muốn dây, loại mày thì tao không muốn dây. Trong khi đó là cái đơn sẽ là chân tao. Bản thân sao tao không muốn dây. Tao dùng đủ mùi thơm phức trên ngái. Tao cho cơ hội để thằng Lê Đức lên mai. Suốt 4 năm tao quên không cho mày miếng bánh, nên giờ mày ở cũng tức lên ngay. Tao dùng đủ mùi thơm phức trên ngái. Tao cho cơ hội để thằng Lê Đức lên mai. 2019 nếu mày thấy còn dạng dở thì lần này người thắng xem họ nhắc tên ai. Nhiều bài hát chứ không phải là một bài hát. Tao không dây dưa với những thằng như mày thì tao không hay ưa. Đầu óc mày bị hoang tưởng thì tim tao hoang tưởng mà chơi. Bạn đấm sau lưng tôi thì làm gì có cửa bạn ơi. Thực tế lúc ở chung thì chúng ta từng là anh em mà. Người ngoài nhìn vào cũng biết là do anh win nên em ghen mà. Nói đúng là do em ngu á, còn nói nhẹ là do em đen à. Rồi mày đi cắn anh trước mày phải đúng là em ngu á. Cái delivery đó rất là nha. Đèo ngu á. Cũng biết là do anh win nên em ghen mà. Nói đúng là do em ngu á, còn nói nhẹ là do em đen à. Rồi mày đi cắn anh trước, mày phản bội mà mày lại quên à. Cho ngu nhưng vẫn tiếp tục, nó vẫn còn lao vào chửi. Huy quán quân là không thuyết phục. Hay là kêu anh dén nhưng mấy bé làm sao biết được. Cái cảm giác mình phải chỉ nhau với một thằng nó không biết nhục. Ôi, một thằng mà không biết mình đang nói cái gì. Đéo nhớ trong quá khứ mình từng nói cái gì. Cũng đéo biết sắp tới mình sẽ nói cái gì. Anh không có loại đấy thì biết phải nói cái gì nhỉ. Nói chung ấy, thế anh Huy đang rap mà wow. Nhà anh Huy lôi cuốn cho lại khát và khao. Hồi trước lên Giang đây, cái tộc vẻ mình show biết là nó sẽ không làm nhạc diss. Giờ nhờ và táp là sao. Vô duyên bản tính cứ thực thế là hay. Hay trở mặt vô ơn vẫn còn trông chế là ngay. Hay 3 năm qua ta đâu phải là sa tế mà cay. Hay điểm gờ trên mặt cho ra fan cứ thế mà dày. Nói ta là Thảo Mai. Kịch bản mày tự soạn xong rồi mày tự đảo vai. Cái ngày tóc đăng quang mày viết gì cho dễ thế. Loại mày thì nhớ sau được, Google đi không lại bảo sai. Mày không giống người, giống gì? Mày giống ngậm nhất. Đúng cúp chết tương lai của mày mà cứ gạo như bị trộm mất. Tao và DC tự sướng với cái cúp đấy. Còn mày tự sướng với lỗ đốt tiền lẻ con lợn đất. Lêu 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 lêu. Không muốn dây. Mấy thằng bịa phách thì tao không muốn dây. Đa nhân cách thì tao không muốn dây. Bố thì mày phải trách rồi đi đi. Tao không muốn dây, ok. Không muốn dây. Loại như mày thì tao không muốn dây. Tao cầm cúp, tao cầm tiền em cho mày kín nịt. Vì tao không muốn dây. Mày sống một bạc lắc bạc không cần vôi. Ok để tao dạy mày nhưng chỉ thêm một lần thôi. Thật ra chẳng ai quan tâm con chó đầu ngõ nhà mày sủa cả. Mày nói người ta mới biết là con năm cặp phần đôi. Và sao tao phải ghen tị với cốc trà sữa của mày làm chi. Vừa phải học cách làm bố, vừa phải sợ bệnh tiểu đường khi B-Way làm bố mày rồi. Hai lần này tao làm bố vợ nhé. Vậy thì về kêu em ấy, gọi tao là bố đường đi. Còn mấy cái khái niệm mày đánh cháo tao cho cút hết. Với cái mặt độ cho nhận bố từ giờ đến lúc chết. Tao chỉ buồn cười cái viễn cảnh lúc mày chúc Tết. Chúc từ mùng 1 đến mùng 10.
vẫn chưa chúc hết. Ừ, không phải ngẫu nhiên yếu kém vẫn với Biếu Xén thì không ngẫu nhiên Lê Đức vẫn với mẹ đấy. Đối với mày tự dưng tao mất đi phần đẳng cấp, không muốn xuống ngang hàng kít cho nên mấy năm qua tao chẳng chấp. Chứ còn á, cúp nào cho một thằng vô liêm sỉ, ai lại đi trao cúp cho thằng đó một thời đấy. Nguyên Thủy nhại tiếng Hải Phòng trước mặt tao và mọi người, chị Phượng còn phải nhắc khéo mày, không biết mày vô duyên nhỉ. Hả? Chắc là không, hay là mày cố tình, nếu thế thì nó hợp lý, kỹ năng xấu mày không có trình, người ta giúp mày tẩy trắng, tự mày làm lỗ hình, tỉnh ngủ đi em ơi. Mày đừng tưởng thế giới này là của bố mình. Tao đồ là những anh hưng của mày cũng chán mày rồi, nhưng không nói vì họ cần bình yên. Bởi nếu là người lớn thì chắc chắn sẽ biết, người thật thà không ai tự dưng chạy ra được khoe mình liêm. Kéo cân phân cười, phải chết rất nhanh. Má mày tên là Ngọc, ông già mày tên là Tuấn Anh. Kéo cân phân cười, phải chết. Ôi, ôi tự nhiên bỏ cái khúc đó vô gì vậy? Damn, tính ra là cái đoạn đó là rất là một trong những cái đoạn rất là iconic của, không muốn nói là hip hop Việt Nam nói chung, nói riêng là nhạc dissing của Việt Nam nói riêng đó. Wow, tự nhiên để khúc đó vô chi vậy? Ơi, tôi nghĩ là nếu mà Rich Joy nếu mà Rich Joy có reply lại cái bài này thì tôi nghĩ là nên diss luôn Eric Fan nhé, tại vì cái khúc này là Eric Fan làm. Em chỉ là gợi ý thôi. Wow, biết người thật thà không ai tự dưng chạy ra được khoe mình liêm. Kéo cân phân cười, phải chết rất nhanh. Má mày tên là Ngọc, ông già mày tên là Tuấn Anh. Kéo cân phân cười, phải chết rất nhanh. Hai lần nữa. Má mày tên là Ngọc, ông già mày tên là tao không cần phải nhắc tên mày, đâu cần nhắc đâu, nhưng mày vẫn phải nhắc tên tao, phải nhắc thôi. Với tao thì mày với sao được, với làm sao đi với mày, tao là niềm khát khao. Tao không cần phải nhắc tên mày, cũng 4 năm rồi, nhưng mày vẫn phải nhắc tên tao, gọi to lên. Với tao thì mày với sao được, gì cơ? Má mày tên là Ngọc, ông già mày tên là Tuấn Anh. Wow, nhắc lần 3 luôn hả? Eric Van xứng đáng bị diss, xứng đáng được nhắc tên ở cái bài reply của Rich Joy, nếu mà Rich Joy có ra cái bài reply. Wow. Với sao đó, gì cơ? Má mày tên là Ngọc, ông già mày tên là Tuấn Anh. Wow, má ác quá vậy. Không biết nữa. Damn. Đã 3 năm kể từ lúc tao đấu với ta ghê, mà tao đã ngồi xuống nói chuyện. Trời ơi, ý là thứ nhất nha, như tôi nói ban đầu là cái năng lượng của ICD khi mà khởi đầu cái bài hát này á, là chúng ta đã cảm nhận được rồi ha. Là một cái năng lượng rất là căng thẳng, là kiểu đây sẽ là một cái bài sẽ gọi là diss, chứ không phải là như cái bài kiểu như trước đó ở cái phần 1. Thứ hai là rất là tại sao tôi biết là ICD chắc chắn là biết cách đọc tên của TAGE là gì mà đúng không? Tại sao phải đọc là TAGE? Tôi rất là thích những cái điều nhỏ nhặt nhưng mà tôi rất là thích. Đã 3 năm kể từ lúc tao đấu với TAGE, mà tao đã ngồi xuống nói chuyện thay vì tìm người chia phe. Không biết em nó bây giờ cảm thấy như thế nào, nhưng từ ngày đó đến giờ bọn tao chưa một lần cạnh khóe. Tao từng ngồi tám với B-Ray, MC yêu tao vẫn tôn trọng vì ông ấy tạo đường cho người ta đi. Và cũng không quên bữa cà phê tối hôm đó, chú ba nói anh hiểu tại sao em ra kamikaze. Nhìn chung thì Bách Tám tao đã nói chuyện và bắt tay gần hết những người mà tao nhắc trong đó. Tính ra là đây là đoạn mà shout out cho tất cả những cái người mà trước đó có liên quan đến ICD và có liên quan đến Rich Joy. Wow, cái những cái như là kamikaze rồi Bách Tám mà rất là lâu lắm rồi đó. Damn. Tám với B-Ray, MC yêu tao vẫn tôn trọng vì ông ấy tạo đường cho người ta đi. Và cũng không quên bữa cà phê tối hôm đó, chú ba nói anh hiểu tại sao em ra kamikaze. Nhìn chung thì Bách Tám tao đã nói chuyện và bắt tay gần hết những người mà tao nhắc trong đó. Còn mày muốn cơ hội để mời tao trà sữa hả Choi? Rất tiếc, tao e là không có. Thôi đừng có tỏ vẻ liêm, tỏ vẻ mày không ngại quay về làm lại từ hai bàn tay trắng.
Người ta thấy được bộ mặt thật của mày rồi, và cũng không còn người chú nào giúp mày đâu. Hay lắm. Dẹp mẹ các bạn dân chơi Hải Phòng đéo nể tao đi, vì chính người nói cũng chỉ nghe kể chứ đâu thấy. Underground đã bị đánh trao khái niệm quá nhiều rồi. Và cả cái cộng đồng cứ bị cuốn theo mấy cái flow ấy. Một người ghét bạn thì còn nghi ngờ, nhưng nhiều người ghét bạn thì bạn nên xem lại mình. What the fuck logic ở đâu ấy. Thế thì tao cũng nói thẳng luôn, chỉ có mấy đứa chưa bước chân đi làm đủ nhiều thì mới tin vào câu đấy. Mày đã bao giờ thấy một đứa học sinh chỉ vì không cho người khác chép bài và bị nó xấu chưa choi? Mày đã bao giờ nghe thấy bạn mình khóc vì đi làm nước ngoài bị đồng nghiệp bắt nạt vì là người châu Á chưa choi? Mày đã từng bưng bê cà phê rồi bị nguyên đám đâm trọt chỉ vì không tụ tập nói xấu sếp chưa choi? Nói tao nghe mày đã có trải nghiệm gì rồi hả choi? Mày đã từng thực sự sống như một con người chưa hả choi? Tao không sợ khi rapper Hải Phòng nói ghét tao. Tao chỉ nhớ khoảnh khắc tao khiến thành phố ấy tự hào, trở thành quán quân rồi đến nhà hát lớn trình diễn. Tự động lúc ấy mấy rapper khác cũng trật tự vào. Tao không sợ một vài rapper khác nói ghét tao. Quan trọng người ghét tao họ là người như thế nào. Nếu những người ghét tao đều là những người tử tế rải rác khắp 63 tỉnh thành như mày, cái đấy mới là vấn đề. Quan điểm bạn bè của tao, nếu mày thích thì có thể nghe. Homie là để kết nối, với tao không phải để khoe. Bạn có sai mình sửa, nếu bạn giỏi thì tuyên dương, chứ không phải thế anh em họ sườn là lao vào xiên luôn. Lẽ ra bài lia mày không nên nhắc, hay rồi trong đó anh em tốt là ở những cái đoạn mây mù rông gió. Bảo ban chừa nhau đường lui nhưng mày thì không có. Làm thách cặp thì mới sợ, chứ làm quay vồ thì không có. Còn tao... Wow. Trời ơi, cái khúc sau này là quá hay luôn á. Làm check up thì mới sợ, chứ làm quavel thì không khó. Ê. Ê, tại vì tôi là một fan đời đầu của Migos luôn. Làm check up thì mới sợ. Nếu mà thật sự nếu mà ai mà theo dõi Migos lâu á thì chỉ có hai người tranh chỉ có hai cá nhân là được tranh cãi là the best of Migos thôi, là Take Off và Upset. Còn nếu ai mà chọn Quavel á thì get the f*** out bro, get the f*** out bro. Tôi nghĩ là cái câu này rất là dễ hiểu, là rap kiểu giống như Take Off á ở Việt Nam mình á rất là ít, rất là khó. Còn kiểu tôn tủng như là Quavel á, tôn tủng như bây giờ á rất là nhiều, rất là đại trà rồi. Rồi trước đó là cái đoạn mà nhắc về Hazel đó, là trước là trong cái bài là trước đó là đã đang build up lên một cái câu chuyện rồi. Ok, và cái này là một cái câu chốt luôn. Có sai mình sửa, nếu bạn giỏi thì tuyên dương, chứ không phải thế anh em họ sườn là lao vào xiên luôn. Lẽ ra bài lia mày không nên nhắc, hay rồi trong đó anh em tốt là ở những cái đoạn mây mù rông gió. Bảo ban chừa nhau đường lui nhưng mày thì không có. Làm thách cặp thì mới sợ, chứ làm quay vồ thì không khó. Còn tao suốt thời gian qua đã phải chịu đựng sự khắt khe, mày đâu có biết cảm giác của tao, về để tao nhắc nghe. Tao phát âm theo kiểu Hải Phòng thì bị nói khó chịu, người khác rap tiếng địa phương thì lại khen nghe như gió dịu. Hải chứ nhưng tao đâu có than vãn, thay vào đó tao vẫn tập trung làm và làm. Để đến bây giờ thứ duy nhất mà hay đã có thể công kích là nhạc tập ít view, chứ còn tao vẫn cứ flavor. Chả sao cả, tao vẫn từng bước đi thôi, nhưng cách tao bước qua sự hoàn thiện về flow và vocal rồi. Hâm nóng bầu không khí cái này rap fan tự kiểm chứng, tao không cần đánh trao khái niệm để có luận điểm. Đúng, chưa bao giờ tao nhận mình liêm và rồi nhìn đi, thứ mà bây giờ khán giả họ nói về tao là gì. Series back to the game từ 1 đến 8 là hình mẫu cho sự vượt khó, quán quân họ nói tao xứng đáng. Người ta anh Rika, em không nghĩ anh vẫn còn giận dỗi, tuy không có dấu quai nón nhưng em đủ đàn ông để nhận lỗi. Lúc đó em quên anh là bởi vì em quá tập trung thôi, chứ nói thật mình ra đời không chơi đều nhau là ok rồi. Lúc đó trong đầu em không có anh Rika, lúc đó em nghĩ về đứa em gái đang ở nhà và mấy thằng homie cùng quê chờ mình về mở quà. Trong đầu em là một sự nghiệp còn dang dở mà, với tao thì hustle là mạnh dạn với đến những thứ mà bản thân không nghĩ mình sẽ chạm tới. Tao hustle vì gia đình, homie và khán giả, chứ còn năm nào mà tao chẳng có thêm vài người bạn mới. Paris cũng ghét Messi lắm, họ đốt áo M10 vào ngày mà Pháp bị thua. Nhưng rồi thì họ không thể ngăn cản được GOAT đang hành cấp cúp đi ngủ như một vị vua. Ê! Ê!
Wow! Fact! That's a fact! Ooh! Oh my gosh! Là bởi vì em quá tập trung thôi, chứ nói thật mình ra đời không chơi đều nhau là ok rồi. Lúc đó trong đầu em không có anh PSG Rika. Lúc đó em nghĩ về đứa em gái đang ở nhà và mấy thằng homie cùng quê chờ mình về mở quà. Trong đầu em là một sự nghiệp còn dang dở mà. Với tao thì hustle là mạnh dạn với đến những thứ mà bản thân không nghĩ mình sẽ chạm tới. Tao hustle vì gia đình, homie và khán giả, chứ còn năm nào mà tao chẳng có thêm vài người bạn mới. Paris cũng ghét Messi lắm. Họ đốt áo mở 10 vào ngày mà Pháp bị thua. Nhưng rồi thì họ không thể ngăn cản được GOAT đang hành cầm cúp đi ngủ như một vị vua. Ok, nếu mày đã thích đào thì để tao quất. Cho Liêm cho đòi xanh chín với tao đúng không? Trả lại tao 20 triệu tiền thưởng của quán quân đi. Rồi hãng ra nhạc tiếp. Không cần lãi suất. Tặng thêm cho con mày 2 triệu tiền mua sữa. Và đừng có để cho nền âm nhạc Việt phải đẻ ra thêm một đơn vị tiền tệ nào nữa. Giả lại tao 18 thôi. 1903 4584 4664561 Techcombank. Còn nếu mà đéo chuyển được ấy thì đừng có sủa. Oh shit. Wow, tính ra thì theo cái bố cục của cái video này thì tôi thấy là có hình như là 4 bài hát trong đây, hình như ít nhất là 4. Ừ, tôi không biết, nhưng mà ít nhất là 4, và cái bài cuối cùng là quá hay luôn. Chỉ có phát và phát thôi. Oh, that's a fact, bro. Wow, the bars by bars. Oh my god. Damn. Hey, tôi không biết là bây giờ điều kiện đủ của Richard là bây giờ phải chuyển tiền trước khi mà ra track để reply. Ừ, thì bây giờ lỡ mà có mà ra track reply đi thì tôi nghĩ là Richard cũng nên mention, cũng nên nhắc đến tên của Eric Fan trong này. Tại vì rõ ràng thì chúng ta không thể phủ nhận được cái đóng góp của Eric Fan trong cái video này được. Quá hay luôn á, quá hay luôn. Damn. Ờ, nhưng mà cái khúc cuối nhắc về kiểu vụ tiền bạc vậy thì tôi không biết là sẽ có reply hay không nữa, nhưng mà cái khả năng rất là cao là sẽ không có reply. Nhưng mà không biết được. Hip hop là một cái gì đó rất là cạnh tranh, nên là chúng ta không có biết trước được. Thì để coi là như thế nào. Nhưng mà Oh my god. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái video này từ phần 2 của ICD 0.4 giây. Damn, và shout out cho Eric Fan, làm quá tốt luôn. Damn. Nhưng tôi nói, nếu mà các bạn có biết thêm những cái phát nào đó mà tôi đã miss thì các bạn có thể comment phía bên dưới để cho tôi và cũng như những người khác, nếu mà những người khác cũng có miss qua thì các bạn ấy cũng có thể đọc qua những comment của các bạn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và wow. Hẹn các bạn ở tôi reaction rồi tiếp theo. Và tôi mong là tôi đem lại một cái năng lượng nó tích cực cho các bạn. Và peace and I'm out. Bye guys, tạm biệt mọi người. Damn.